tá lả âm binh luôn. Đang đi kiếm dừa đây. À, đây có một cây, một cây này đây, đây. Đó, mọc ra thấy chưa, đây nè. Đồ con này phải bụng bứng thôi mà. Đó. Bứng bứng con này chết. Đây trái này. Đi lụm. Đi lụm. Chưa. Đây là cây sim tự nhiên. Nó mọc nhiều lắm. Rồi, sau khoảng một tiếng đồng hồ cả nhà, mình với đứa em mình đi bứng các cái dừa mà nó rụng xuống lên đây, cũng khoảng 20 trái nha cả nhà. Chuẩn bị cho ngày hôm sau là chúng ta sẽ đi lên xe đưa ra farm của Nam ở ngoài Ninh Thuận nha cả nhà, gần khu vực Cà Ná nha. Đó, bây giờ thì đã chuẩn bị gần 200 trái dừa rồi và một số cái cây ăn trái nữa ra trồng một cái farm vừa này. Rồi, sáng giờ xếp mỏi mệt luôn cả nhà. Bây giờ mình xếp lên trước để sáng sớm mai là sẽ bắt một số gà, 50 con gà, 50 con vịt để ra đó cho mấy đứa em nó nuôi vào đó. Lâu lâu mình đi ra thì có cái mà anh em cũng sẽ có làm tiệc tùng nho nhỏ. Tại vì ở đây thì nó cũng xa cái thành phố Phan Rang, xa chợ đó, cho nên đi mua đồ ăn rồi nó cũng khó, cho nên là mình cũng sẽ chuẩn bị trước gà vịt rồi ao thì nuôi cá luôn nha cả nhà. Để ở đây thì mình cũng sẽ triển khai cho các bạn trồng vườn ao chuồng để chúng ta sẽ có cái cải thiện cái bữa ăn, cũng giống như là chúng ta sẽ có một cái quy trình khép kín hơn. Chúng ta tự trồng rồi chúng ta sẽ khai thác rồi trồng những loại cây có giá trị về công nghiệp, cũng giống như cây ngắn hạn ngắn ngày nha. Đó, đây là những cái dừa mà nó đã chuẩn bị thì ngày mai mình bắt đầu khởi hành đi ra ngoài Ninh Thuận nha. Khởi đầu cho một cái dự án. Nói dự án thì nghe nó cũng ghê gớm, nhưng thật ra là cũng một cái farm nhỏ nhỏ thôi cả nhà, cũng được vài hết và chúng ta sẽ phải triển khai trồng phủ xanh những cái khu vực thảo nguyên. Và bây giờ thì cũng đã 5 giờ sáng rồi cả nhà, mình đi về quê để bắt gà và vịt và chuẩn bị khởi hành sớm ra Ninh Thuận. Với mùa này mùa đó mưa gió lắm cả nhà, nên là mình sẽ phải chuẩn bị nhiều thứ ra và có vài ngày để cắm cọc rồi giăng dây cái farm của mình để tránh các cái cừu và bò nó xâm phạm vào khu vực của mình á. Bây giờ thì Nam đang vào trong chợ để mua vịt đây cả nhà. Bây giờ thì cũng còn sớm lắm nên mọi người cũng mới dọn hàng cả nhà ơi. Sáng sớm dậy sớm thì cũng hơi mệt nè. Bây giờ tới cửa hàng bán vịt rồi cả nhà. Rồi cả nhà thấy không? À, rất là dễ thương ha. Chuẩn bị đây là loại vịt siêu thịt nha. Một con thì nghe được chia sẻ người bán là cũng tầm 3 kg đến 3,5 kg nha cả nhà. Đây là vịt Bắc Kinh nha cả nhà ơi. Ôi, đẹp quá trời đẹp ha. Đó. Giờ cho mày đi Ninh Thuận nha. Dạ, đẹp quá anh ha. Đây là giống vịt Bắc Kinh hả anh? Này là siêu. Vịt siêu à? Siêu thịt hả? Mày siêu thịt con máy nó cũng 3 kg rồi. À, mấy con cái con màu này thì mới là siêu thịt hả anh? Hay là tất cả luôn? Nó hết. Nó hết hả? Có lợi. Thì mày về mình đâu coi như là bây giờ em lên đó. Em mua là em đi Ninh Thuận á, chứ không phải nuôi ở đây được. Ra tới vậy là bữa không có của bà chị lên. Đúng rồi, hỏi đó mà rồi em công việc á, em hoãn bữa nay em mới đi á. Đáng lý là ngày mai mới đi, nhưng mà ngoài kia nó đang có cái lễ hội của người Chăm á, nên là quyết định luôn đi luôn hôm nay. Vậy là bắt kịp này đang đi nó chưa biết ăn á. Dạ. Đi nó mỏi nó dễ. Cái này về phải úng nó khỏi luôn hả? Khỏi. Thả xuống đất luôn hả? Thả dưới đây, dưới đất cái nhà, ngoài đất cái nhà, chứ đừng có thả trên xi măng nha. À rồi đất anh. Dạ. Đất. Em ra ngoài cái farm ngoài kia mà. Thôi mà đi để cho khác rộn, để chỉ cái. Dạ, đi xa anh.
Trời ơi, nó nằm im re vậy luôn á hả? Dễ thương ha. Đầu dưới này mấy cái đòi đi này thì nó mày kẹt đám cái gì á mày. Dạ. Rồi. Đây. 15. 10. 15. 30. 35. Được, con ngon nha. Rồi bảo đảm 40 tại đây thì dịch đi. Ta cầm chạo đi mà 45. Dạ. Đâu phải 50. Rồi. Rồi cho con. Rồi 51 con. Rồi, em cảm ơn anh. Sau khi chuẩn bị dịch đóng thùng vào rồi thì bây giờ chúng ta xếp các cái loại cây vào để chuẩn bị khởi hành nha cả nhà. Hôm nay là ngày thứ bảy rồi, mình sẽ cố gắng là đến đó để sớm để cho mấy cái dịch gà nó xuống rồi chúng ta cũng sẽ cho nó ấm, cho nó ấm để cái tỷ lệ hao hụt giảm đi ha. Đó, bây giờ thì cây có mình sẽ xếp lên trên xe và chuẩn bị khởi hành nha. Từ Bến Tre của mình lên tới khu vực Cà Ná và lại đi bây giờ mình qua đất của Ninh Thuận rồi cả nhà, thì cũng tầm là 8 tiếng ha. Bây giờ thì trên đường mình đi vào trong farm đây. Đường ở đây thì nó cũng rất là rộng, xe khai thác đá rồi đất đai rồi nó cũng đi vào đây xe ben đó cả nhà, nên đường nó rất là xấu. Rồi vào tới farm thì cũng tầm cách quốc lộ cũng tầm khoảng 3 km nhé. Đường cả nhà thấy không, nó cũng lồi lõm, có những cái đoạn là đi rất là khó. Qua đây thì những cái xe bán tải, những cái xe gầm cao thì mới có thể tiếp cận được trong khu vực farm cả nhà.
Và ở đây thì đường thông thoáng, ô tô, rồi kể cả điện thì anh em cũng cho các bạn đã kéo điện thắp sáng vào đến tận nơi rồi. Trước đây thì chỉ có sử dụng bằng bình hoặc là đèn năng lượng thôi. Hiện tại thì điện lưới đã vào tới nơi rồi. Nguồn nước thì mình cũng chưa chủ động được là cũng phải sử dụng cái nguồn nước xung quanh để sinh hoạt thôi. Còn nước uống thì mình cũng mua nước đóng chai như cả nhà. Đây thì nước máy chưa vào đây được ha. Thì Nam đang đi khu vực vào bên trong nè. Thì trên đường mình đi vào farm thì mình đi ngang một cái khu vực có những cái ở đây thì đất còn hoang vắng nhiều lắm cả nhà. Hoang sơ lắm, mọi người cũng chưa khai thác và họ cũng chưa trồng cây gì gọi là phổ biến ở đây cả. Một số thì họ đã khai thác đất để san lấp, nên là cả nhà thấy không, lồi lõm rất là nhiều. Bên trái chúng ta là cái hòn đá chim nha. Ở đây thì anh được chia sẻ là đây là gọi là hòn đá chim á, cũng là một cái điểm khá thú vị ở khu vực này. Có mọi người cũng đến đây để tham quan du lịch đó, nhưng cũng chưa khai thác mạnh cả nhà. Và chúng ta để tiếp tục hành trình đi vào trong farm của Nam nhé. Hello. Chào anh. Chào chú đất. Trời ơi. Em mở xuống một xe đây mới thấy được sự khủng khiếp của nó. Đây. À, lấy cái thùng đó ra trước đi em. Thùng đó là 50 con vịt nằm ở đó. Dễ thương không? Đó. Đây, bàn giao cho chủ trang trại. Bàn giao chủ trang trại. Rồi đây nó luôn. Em để đây luôn đi, em lấy luôn cái này ra luôn đi. Anh săn tìm cho em, nói là thức hôm dậy sớm cực khổ lắm luôn đó nha em. Đó, mở ra đây, khỏe mạnh hết không? Cái này mình bỏ vô bây giờ tạm mình mở ra, mình để tạm thời gì tới cho nó khỏe một vài tiếng nữa rồi mình cho uống nước, ngày mai mới cho ăn nha. Lần trước Nam ra thì Nam đã hứa với anh em là khi ra thì Nam sẽ mang theo nhiều cây nè, rồi cho mấy anh em ở đây là 50 con gà và 50 con vịt, nên mình thực hiện lời hứa ra đây để mấy anh em nuôi. Và cũng được mấy anh em ở đây cũng làm cái chuồng xong hết rồi cả nhà, cho nên là vịt gà ra thì cũng sẽ có chỗ trú mưa trú nắng ha. Từ đây thì mình đi sâu vào trong chỗ khu vực nhà của mấy anh em ở đây để coi quản đất á. Thì đậu xe ở đây, bây giờ thì muốn đi qua thì đường ở đây nó cũng đang lồi lõm đây cả nhà. Chắc chắn là phải nhờ mấy đứa em nó để mấy cây trụ xuống để mình qua những cái đường nước, chứ không thì có thể là xe nó sẽ bị mắc lầy đó nha. Một lần trước Nam ra đây Nam cũng bị mắc lầy hết một lần rồi. Rồi đây là cả nhà thấy không, cái farm nè, rồi cắt tạm những cái nhà ở như thế này. Rồi bây giờ đây là một cái chuồng gà nè, các bạn nhỏ đã được vào ở đây và được ủ ấm trong qua đêm ngày hôm nay, tại vì hôm nay trời cũng mưa. Đó, cả nhà thấy không, mọi thứ cũng được rất là ổn rồi. Các chú gà, chú vịt ra đây thì rất khỏe mạnh. Mình cũng mừng vì nó cũng thích hợp và đi xa như vậy thì nó cũng không có bị say xe, say sóng gì hết, cho nên cũng rất là ok. Hy vọng là chúng sẽ phát triển tốt ở cái khu vực này nha. Rồi bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục dọn dẹp và chèn các cái cửa này cả nhà. Ở đây vì nó vô đây thì cũng còn sớm á, nên nó cứ chạy ra chạy luôn vòng vòng cả nhà. Mình phải bắt hết từ con để mà nhốt vào cái chuồng, sợ nó đi rồi nó bị lạc rồi nó lạnh nữa cả nhà. Đây, nó làm được cái chuồng gà thấy cũng rất là công phu nè. Bây giờ thì mình đang nhặt mấy cái gạch để mình chèn cánh cửa lại để cho nó không có chạy ra. Gà vịt thì cũng mới có một ngày tuổi được ở nhà, cho nên buổi tối tạm thời mình cũng sẽ không có cho ăn gì hết cả. Ngày hôm sau thì mình mới cho ăn thôi. Thấy cũng ổn, mấy đứa đây thấy cũng ấm áp và buổi tối thì sẽ thắp đèn cho nó giữ ấm cho chúng nó nha. Vì theo kinh nghiệm thì gà vịt khi mới chúng ta cũng phải giữ ấm trong vòng khoảng tầm một tuần. Vì trong một tuần này là nó cái tỷ lệ hao hụt nó rất là cao, nếu mà nó bị sốc về cái nơi ở cũng giống như là nguồn nước hoặc là sức khỏe nó không tốt thì có thể là bị hao hụt rất là nhiều.
Cho nên chúng ta sẽ kỹ trong cái giai đoạn này. Nếu mà chúng ta muốn nó tỷ lệ cao thì chúng ta phải chăm, và kể cả có những cái loại thuốc chúng ta cho uống để nó giúp cho gà nó khỏe trong cái điểm này nha cả nhà. Thế nè, vô đây dễ thương nè. Thấy rồi, ở đây trên đây cao thấy nè, dễ thương. Sẵn ra mua chút đồ thực phẩm cho nè. Tắm hay là cám nhỏ nhỏ nhuyễn nhuyễn, cám gà mà họ cám nhuyễn. Phải đậy như vậy chứ không nó lọt vô đó, nó lội vô đó là dịch, nó lội vô nó dơ. Chị thấy chưa, anh che lại còn chút xíu à, nó uống rồi. Không, nó nhớ chỗ lại uống luôn kìa. Dễ thương quá hả. Ừ, cái này ăn kỹ cỏ với đồ kìa. Quá dễ thương rồi. À, mấy con gà nó lành ra, nó chạy lên uống nước không? Dịch chưa biết, nhưng mà con gà nó biết. Nó mừng kìa. Nó mừng kìa. Trà thoải mái nè anh này. Lên trên đây nè, quay xuống vậy thì thấy rõ nè. Không, này 100 con á. Dịch gà cho nó sống chung đi, nhỏ nhỏ mà. Dạ, nó nhỏ, nó ở chung nhau được. Trời ơi, mấy dịch nó chạy, nó khoái nó chạy mà như bay vậy. À, che chừa cái khe nhỏ thôi, đặng nó không có lọt trong đó, nó không có bị đuối nước. Làm gì là quá rồi, mấy nửa mấy gà nhảy lên trên nó ngủ. Em mua một cái nước, một cái đồ thức ăn. Nha. Chứ vậy nó lọt vô đuối nước à. Đuối nước đó. Cả nhà ơi, bây giờ sau khi dọn dẹp mọi thứ hết setup gà dịch xong rồi, bây giờ mình sẽ đưa xe vô, đưa cây xuống điểm để mà cho nó dưỡng sức, ngày mai ngày mốt rồi bắt đầu tiến hành trồng nha cả nhà. Mấy cái ao hồ này nè, mình sẽ cho cô bé xuống vét rộng lên để chứa nước, để mùa khô mình có nước mình tưới tiêu ha khu vực này. Đó, cái hồ này nó căng nhỏ, mình sẽ làm cái hồ này lớn hơn nè. Chứa nước. Và xung quanh đây sẽ trồng dương, trồng những cái... Giờ là xe làm cái đường này cho xe chạy vô. Đây có mấy cái đường nước nè cả nhà, sợ xe nó chạy vô không được thôi. Và mấy đứa em thì cũng rất là nhiệt tình, đem mấy cái trụ ranh ra để mà lắp vào cái đường thoát nước nè. Và xe mình chuẩn bị qua cả nhà ơi. Hôm trước bị một lần nó mới kẹt ở đây chút xíu thì phải mở hai cầu mới chạy qua. Wow. Rồi xong rồi, cảm ơn mấy đứa nha. Rồi ok cả nhà thấy không? Bây giờ mình đã chạy qua mà chúng ta đi rất là nhanh qua thì nó không có vấn đề gì cả. Đất ở đây nó cũng đất cát và đất cát pha đó cả nhà, nên nó cũng rất là chắc, nên nó cũng không có bị lún gì cả. Nhưng mà xe thì chắc chắn phải có cái gầm cao thì chúng ta mới qua mấy khu vực này nè. Vì đất ở đây nó cứ nhấp nhô, có những chỗ nó lồi lõm nữa cả nhà. Rồi bây giờ thì mình lùi vào cái chỗ để cho mấy em nó xuống cây nè. Rồi đi một ngày cũng hết cả 8 tiếng rồi cả nhà, bây giờ đến xuống cho cây nó tưới nước rồi cho nó khỏe. Nhưng mà thấy trời này chắc chút xíu là trời mưa rồi cả nhà. Tối nay thì chắc là phải ở đây tập kết ở đây rồi. Rồi mấy đứa em nó qua nó phụ một tay nha cả nhà. Bây giờ cả nhà mình xuống cây giống thôi cả nhà ơi, chuẩn bị cho ngày chủ nhật, ngày thứ hai bắt đầu mình sẽ tiến hành trồng. Trồng là ok luôn. Vừa nè, đem miếng quê lên luôn hả anh? Đúng rồi, miếng quê có, mua có, ở nhà anh có. Về vườn của anh lấy luôn, vừa giống luôn. Mấy cây này anh bứng ở vườn nhà anh nào phải không? Ở nhà anh á, mấy cây này bứng ở vườn nhà anh. Nó mới to như vậy. Dâm đây cả nhà ơi, dâm đây cho nó lấy nước cho nó có sức nha. Nữa mình trồng chứ không phải là trồng ở đây. Sáng kiến của mấy anh em ở đây nè. Con thử cái này, đất này cái nó này thì bỏ đây thì để đi làm đi đâu vậy, cắm trại vậy. Nhiều không? Thấy nhiều không? Quá nhiều luôn. Này trồng cả luôn.
mấy cây này nè, là vô mùa này trồng là mấy cây này trúng mánh được mưa tưới. Đó đó đó, anh đang nên là anh quyết tâm trồng trong mùa này để mình không có tưới. Nó qua hết cái mùa này là nó đã có sức rồi. Nó bén rồi. Nó bén rồi. Chưa có từ bén là đúng. Trời, em cũng chân làm nông ra mà. Chứ đâu phải dưỡng rồi. Anh biết em làm biết bao nhiêu dưa đi Trung Quốc chưa? Ừ. Đó, Trung Quốc nó bơm hàng vậy một phát, một em đổ ra mấy trăm triệu đi. Em thấy cái đống dừa khô tán bự gì không? Cái dừa khô. Có một số là anh ôm nó mới lên á, lúc mà mầm á. Quá nhiều luôn. Có mấy này được ta. Đúng này là ngon nha, mấy trái nặng thì ngon. Để chúng trái dừa ấy. À dừa kiểu dừa sắt hả? Có dừa sáp không ạ? À, đây chưa, muốn nuôi dừa sáp thì phải mua chứ ở đây đâu. Nhà không có, ở đây dừa khô, dừa xiêm. Thấy da mưa luôn. Nhường cho anh Nam mà trời cảm động mưa luôn. À. Khỏi mất công tới nước chân. Khỏi cần luôn, ẩm luôn à. Có ẩm sẵn. Cái này là xuống đây là ẩm rồi. Đất này đất ẩm, à, ẩm sẵn rồi. Anh mang đôi giày ra nè, để dành anh đi làm nông nè. Ok luôn, anh kỹ vậy. Còn đi niệm đâu nào, trẻ đâu nào. Tại trong nhà không nói anh em ra cho cái đôi anh đi cũ để dành làm nông, đi ruộng rồi này kia. Cái này lát lấy cái chở á, lấy xuống cho sạch rồi nè. Chở trong... Nó có cái nắp thùng mà anh gỡ, anh bỏ ra, anh chở này không là biết. Dạ. Ừ. Chứ để cái nắp nó đâu có chở được nhiều. Chờ lấy cái... Dừa đá ra ha. Để lấy cái chảo vứt ra. Ủa, dừa đem dừa xuống có đúng là thiên thời địa lợi thì cái đem xuống là có nước dập xuống làm nước chân đây. Đây. Dương nè, dương con. 50 cây dương con. Dương nha, còn nữa nha. Đây anh bàn giao luôn nè. Xô đũa tứ quý. Cái xô đũa nè, xô đũa để trồng nấu canh chua rồi đó. Tứ quý. Cái này ở miền Tây nó có. Đúng rồi. Giờ này già với dịch nó ra đều nó. Đây là cây sim. Thì để đỡ trồng kiểu thôi. Trồng cái nghề kiểu. Rồi có mua hồ hướng dương cho em không? Có luôn. Có hướng dương luôn. Sau khi mấy đứa em phụ mình xuống mấy cây giống rồi thì bây giờ mình cũng phải lo dọn dẹp mấy cái tấm bạt che. Cũng nhờ có tấm bạt này thì mình đẩy mấy cái cây đi đường nắng nó cũng không có bị ảnh hưởng, cũng giống như là gió nó cũng không có trực tiếp vào cây thì có khi là ra tới đây nó cũng khô héo nha cả nhà. Bởi vì trên đường mình đi tốc độ cao rồi cây nó cũng rất là mất sức ha. Và bây giờ thì cũng thu gọn hết rồi, mấy đứa nó cũng đi chạy ra ngoài mua cái gì đó để mấy anh em ăn uống trong buổi tối ngày hôm nay nè cả nhà. Không có đường đi vô. Ơi, đây là cái trang trại của Nam nha. Thì có thêm cái trang trại trong đây. Khởi nghiệp như đây. Mấy em mới làm sẵn khô rồi. Chiều nay chứ có khô rồi chứ cũng không có cái gì nhiều đâu cả nhà. Khô cá. Sau khi dọn dẹp hết thì trời cũng đã tối rồi cả nhà. Bây giờ thì cũng đã gần 18 giờ rồi. Mà trời cũng đã xuống rồi, trời bắt đầu tối rồi. Mình cũng đang đi vòng vòng xem qua một vòng. Và bây giờ thì cũng chuẩn bị để làm buổi tối nè cả nhà. Trước khi có điện thì cũng đã mua một cái đèn sạc năng lượng để rọi ra bên ngoài. Ở đây thì hiện tại thì cũng đã có điện rồi. Nhưng mà tối nay như là mưa gió và vì lý do gì không biết là bị cúp điện rồi cả nhà. Nên có cái đèn này thì cũng thắp sáng được trong khu vực.
và cũng được bên phía bên điện lực báo là nó bị nổ phiêu, hư phiêu rồi, cho nên là chắc xác định luôn tối nay là không có điện. Bây giờ trời mưa rất là to nha cả nhà. Như cả nhà biết thì miền Trung mà khi không mưa thì thôi, đã mưa thì gần như cả ngày và mưa rất là lớn, dông gió kinh khủng luôn. Ở đây thì bây giờ mọi người cũng đang nhóm bếp để nấu cơm rồi làm đồ ăn, cũng ăn nhẹ thôi cả nhà. Trời hôm nay mưa quá trời mưa luôn, tới giờ vẫn còn mưa. Cũng may là cái chuồng gà nó cũng có cái nóc rồi, nhưng mà gió mưa tạt nhiều cho nên là mình cũng ra bắt hết mấy con gà cho vào trong những cái thùng đựng của nó và để lên cao cho nó ấm. Dịch thì lót mấy cái rơm rồi thùng giấy cho nó nằm nó ấm ở cả nhà, chứ nó mới một ngày tuổi thôi thì nó cũng sẽ rất là nguy hiểm, ảnh hưởng đến cái việc mà chúng ta tỷ lệ nuôi sống của chúng ta nữa. Và hiện tại ở đây thì cũng mới vừa set up thôi, cho nên là vẫn còn nấu một bếp củi nha cả nhà. Từ nấu cơm đào nấu ăn, chúng ta đi thu gom những cái củi xung quanh và chúng ta về chúng ta nấu thôi. Và bây giờ thì một cái buổi tối cũng rất đơn giản, đây em nó đi mua mấy con ốc giác nè, rồi một số cái món khô ở nhà cũng có sẵn đó, thì quây quần bên nhau. Thì vì bữa nay mưa to quá cả nhà ơi, hiện tại thì mưa rất là to và cúp điện luôn rồi đó. Xác định hôm nay là cả đêm sẽ không có điện, thì được bên phía điện lực báo là bị hư phiêu rồi. Và đây là cái món khô mà Nam nói với anh chị là các bạn đang làm và ướp lên, rồi bây giờ chúng ta chiên lên thì chúng ta dùng buổi tối thôi, có thể ngồi nhấm nháp với nhau vài lon bia cũng rất là thú vị cho cả nhà. Bây giờ ở đây cúp điện rồi cho nên là chỉ có nước, bây giờ còn cái đèn xài năng lượng để phát sáng chung cho cả cái chòi lá này. Và bây giờ thì Nam phải chạy xe lên để phát điện. Với cái dòng xe này thì nó cũng có phát cho điện được 220, và Nam thấy nó cũng ghi là 400W như cả nhà, cho nên chúng ta cũng sẽ thắp được khoảng tầm 10 cái bóng đèn tiết kiệm. Và mọi người ở đây thì cũng dùng cái điện để mà hát karaoke được luôn như cả nhà. Ok, bây giờ thì đồ ăn bưng lên rồi, cũng khá phong phú về các cái món ăn đặc sản ở khu vực. Mấy anh em đang ngồi quây quần với nhau, trò chuyện với nhau. Đây là một cái tiết mục cũng không thể thiếu trong các cái buổi mà Nam ra đây. Mọi người đang hát karaoke ở nhà, hát với nhau. Với một cái không gian tĩnh mịch, yên lặng như thế này thì cũng không ảnh hưởng gì đến hàng xóm láng giềng cả. Tại vì rất là xa, cả hàng mấy cây số luôn thì không có nhà dân đâu cả nhà. Thì ở đây toàn là đất farm thôi, và mọi người cũng rất là xa có những cái nhà, nên chúng ta cũng có thời gian giải trí không ảnh hưởng đến người xung quanh. Và trong thời gian Nam làm farm ở đây thì chắc chắn cũng rất là mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý anh chị. Anh chị có kinh nghiệm đi trước thì có thể chia sẻ với nhóm để coi chúng ta có thêm những cái chia sẻ, những cái kinh nghiệm để mà cùng nhau xây dựng những cái niềm đam mê như thế này. Lần nữa thì Nam cảm ơn các bạn ở đây đã chia sẻ cũng giống như là hỗ trợ Nam trong suốt quá trình xây dựng kiến thiết cái farm này. Và Nam cũng cảm ơn quý khán giả đã ủng hộ Nam trong suốt thời gian qua. Lần nữa thì chúc cho quý anh chị có một đêm thật là vui và ấm áp nha. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại. Bye bye.